Hello, xin chào mọi người đến với kênh Xe Vui Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu nhanh một chiếc xe, đó là chiếc Honda HR-V, hay là tiếng Anh gọi là HR-V. Thì ở phiên bản 2022 này thì Honda HR-V đã thay đổi hoàn toàn, từ thiết kế ngoại hình cho tới khung gầm, cho tới động cơ, tất cả mọi thứ đã được thay đổi hoàn toàn ha. Các bạn có thể thấy phần đầu xe bây giờ trông nó đã giống xe châu Âu hơn. Và cái phần mũi này gợi nhớ đến chiếc xe nhỏ của nó là chiếc Prio. Và chiếc Civic mới cũng có cái phần mũi ngay góc của nắp capo nè. Trông nó nhìn nó giống xe châu Âu, tức là nó có một cái thiết kế chung từ đây trên nắp capo và cái đèn, nó có một cái thiết kế chung. Và trông nó liền khối. Rõ ràng là xe Honda trước đây chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều mối ghép trên phần thân xe, nhưng càng về sau cái thiết kế mới của Honda khiến cho phần thân xe trông nó trơn tru hơn, cũng như là cái cách phối những cái chi tiết. Đây các bạn sẽ thấy là cái màu đen ở chỗ này, và chỗ này có cái ron chính giữa và khiến cho trông nó liền lạc lắm. Ngoài ra thì ở phần đầu nắp cặp, ngoài ra thì ở phần lưới tản nhiệt chúng ta sẽ thấy là có mạ chrome. Tuy nhiên là cái chrome này nó có hơi, cái màu nó hơi lì lì xuống, trông nó sắc sảo, giống như những cái hạt gì đó nó rơi xuống vậy đó, khá là đẹp. Bên dưới này chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái dải màu đỏ tượng trưng cho phiên bản RS. Nhìn giống như cái nhịp đập của cái máy gì mà để kích tim á, giống nhịp đập của tim nè. Khoảng sáng gầm phía trước khá cao. Ở phần thân xe các bạn có thấy là một cái phong cách thiết kế nó thiên về SUV hơn, bởi chúng ta nhìn thấy là cái chi tiết ốp vào ở trong hốc bánh xe. Và đây sử dụng bộ mâm vỏ Yokohama và bộ mâm bao nhiêu inch này, mâm 18 inch, kích thước khá lớn so với một chiếc xe ở phân khúc như thế này. Chúng ta sẽ thấy ở phần thân xe sẽ có một cái đường kéo thẳng từ trước ra sau. Tuy nhiên trên chiếc HR-V thì các bạn sẽ nhận ra đây là một chiếc xe rất là cao nha mọi người. Trông nó bệ vệ to lớn, và cái góc ở chỗ giữa hai bánh xe thì khá cao. Nó 20 mấy đó nha, cái này phải 25 hơn. So với cái chiếc HR-V đời cũ thì trông nó bầu, nó cục mịch, nhưng qua chiếc HR-V đời mới này các bạn sẽ thấy là phần thiết kế đã được thay đổi khá nhiều. Các bạn có thấy là phần cục C nó vuốt xuống rất giống những xe châu Âu. Ví dụ như chiếc Porsche Macan cũng có cái phần đuôi tương tự như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra phần đuôi của cái xe này. Wow, cái đèn đuôi của HR-V này đẹp quá. Đẹp quá. Một dải đèn LED kéo dài từ trái qua phải, băng ngang qua cái logo. Đẹp quá. Rồi chúng ta sẽ nhìn kỹ vào trong cái đèn sau nè. Các bạn sẽ thấy là cái sự sắc sảo của cái đèn này. Cái phần đèn LED bên trong nè, rất sắc sảo luôn. Nó gồm rất nhiều chi tiết. Ví dụ như nó không phải là một cái thanh hoàn toàn, một cái thanh ngang hoàn toàn, mà nó có những cái khí. Nói chung là về phần đèn sau thì phải nói là chiếc HR-V này xuất sắc. Và xin chia sẻ tí xíu về cái giá của chiếc HR-V. Giá xe HR-V là 866 cho bản RS bản cao, thì nó bằng giá HR-V hồi 2018 nó ra mắt. Mà lúc đó giá vàng có 3 mấy à. Bây giờ giá vàng 6 mấy rồi, cho nên mình thấy cái xe này nó rẻ. Thật, mình thấy cái xe này nó rẻ so với giá vàng hồi xưa. Ví dụ như hồi xưa với cái số tiền 866 đó mà các bạn mua vàng, thì bây giờ các bạn mua được 2 chiếc này. Nhìn xuống dưới các bạn sẽ thấy là có 2 bô. Và 2 bô này là 2 bô thật luôn chứ không phải là ốp bô nha, 2 cái bô thật luôn. Khi mà nhìn vào ngoại hình chiếc xe này từ trước ra sau, các bạn sẽ thấy đây là một cái xe có cái khoảng sáng gầm rất cao và cái xe nó dẹp. Còn đây là vị trí cái cốp của chiếc HR-V, và cái cốp này nếu mà trên những cái xe thị trường Đông Nam Á thì họ sẽ làm 7 chỗ, hay như mình nghĩ như vậy. Wow, rất là rộng luôn. Không gian để đồ phía sau phải nói là cực kỳ rộng luôn. Các bạn sẽ thấy ở kính chính giữa nó có một cái hệ thống camera. Thì đây là cái hệ thống của Honda Sensing. Và cái góc của camera Honda Sensing đời mới này nó rộng hơn, sẽ giúp cho chiếc xe nó có thể phân biệt được những cái xe phía trước, cũng như là hỗ trợ an toàn cho chúng ta nó tốt hơn. Thì Honda Sensing sẽ được trang bị cơ bản trên tất cả các xe Honda bán ra thị trường Việt Nam. Đây là một điều mà mình rất thích luôn, bởi vì họ rất chú trọng tới
tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra thì Honda HR-V cũng là một cái xe phiên bản worldwide, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là HR-V có thể bán toàn thế giới chứ không phải là xe dành cho thị trường đang phát triển như thị trường nghèo như Việt Nam. Các hãng khác thì hay phân biệt giữa thị trường nghèo và thị trường giàu, nhưng riêng xe của Honda thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ xe của Honda là xe worldwide hết, thì không có cái xe nào mà có cái tiêu chuẩn thấp hơn những cái xe ở Mỹ hay là ở các nước khác. Ngoài Honda Sensing ra thì trên Honda HR-V cũng như là Honda Civic thì đều được trang bị cái chức năng gọi là Honda Connect, nó sẽ kết nối với tổng đài của Honda. Ví dụ như cái xe đó mà gặp tai nạn mà nổ túi khí thì tổng đài Honda họ cũng biết, và họ sẽ liên hệ với người nhà, người thân để mà tới giúp đỡ gì đó hay là vô bệnh viện thăm. Còn trong trường hợp như các bạn đi xe của Honda mà cần phải bảo trì bảo dưỡng, các bạn có thể lên cái app Honda Connect để mà đặt lịch bảo trì bảo dưỡng. Đây là tính năng rất là hay và đưa người dùng Việt Nam gần với thế giới. Thật ra ở thế giới, ở Mỹ thì họ sử dụng cái tính năng này từ rất lâu rồi, nhưng mà riêng ở Việt Nam thì tới thời điểm hiện tại Honda là hãng đầu tiên trang bị, trong khi đó các hãng xe máy thì họ trang bị cách đây cũng là xe của Honda, họ trang bị cách đây khoảng 2 năm, Piaggio cách đây khoảng 1 năm. Ngoài ra thì không còn hãng xe nào còn sử dụng được trang bị tính năng này cả. Thì mình hy vọng trong tương lai là những cái xe bán ra tại Việt Nam cũng được ưu ái thị trường thế giới với cái hệ thống kết nối với tổng đài của nhà sản xuất để có thể hỗ trợ chủ xe khi gặp sự cố. Đây là một tính năng rất quan trọng mà thật ra thì tới bây giờ mới được xài thì hơi bị muộn cho người Việt Nam, mình thấy khá tội nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào nội thất của chiếc Honda HR-V để xem nó có gì hay ho. Mình đang ở trong cabin của chiếc Honda HR-V mới và mình phải công nhận một điều, đó là đây là một cái sự tiến triển vượt bậc trong thiết kế của Honda ở trong nội thất. Ở vị trí hàng ghế tài xế thì chúng ta sẽ có ghế lái chỉnh điện, còn trên phiên bản thấp hơn thì chỉnh cơ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là toàn bộ cái khu vực này nó hướng về người lái, hướng về người lái, và khá là công thái học khi mà tất cả các chi tiết đều trong tầm tay, từ cái núm chỉnh nhiệt độ, chỉnh gió, rồi xong rồi cổng sạc USB, tất cả đều phải trong tầm tay và mình không cần phải với người ra. Ở đây có hai cổng sạc nè. Vị trí cần số này, cái cần số cũng khá giống trên Honda Civic. Và ở bên dưới này chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của kim loại. Mình sờ vào thấy nó lạnh luôn nè, đây là kim loại nha. Phần táp lô trên này là da, đúng rồi. Trên này là nhựa cứng, trên này là nhựa mềm và da. Nói chung là khi ngồi vào vị trí ghế lái thì sẽ thấy đó là xung quanh mình là da và những cái chi tiết bóng bóng, vô lăng mới, rất đẹp luôn. Rule control. Và ngoài ra trên chiếc HR-V có một tính năng rất là hay, đó là điều chỉnh gió. Trước đây chúng ta sẽ thấy đó là cái cửa gió máy lạnh chúng ta chỉ chỉnh được gió hướng vào mặt, rồi gió thổi dưới chân. Nhưng mà trên chiếc xe này nó có cái hay, đó là nó có thể điều chỉnh được cái sự phân tán gió. Có nghĩa là phân tán gió theo hướng như vậy, hay là phân tán gió tập trung, nó thổi tập trung hay là nó thổi tỏa ra. Thì khi mà chúng ta điều chỉnh cái chức năng phân tán gió tỏa ra thì gió nó sẽ đi theo cái phần khung của cái xe. Và theo như Honda miêu tả thì cái tính năng phân tán gió này sẽ giúp cho chiếc xe chúng ta ngồi á, gió nó thổi giống như đi xe mui trần. Thì đó là cái cách marketing của họ, nhưng mà theo như cái cảm nhận của mình á, thì nó sẽ giống như cái chuyện đó là gió nó sẽ thổi như vậy, nó lướt qua, mình sẽ cảm thấy mát nhưng mà không bị gió thổi thẳng vào mặt. Bây giờ mình thử đi ha. Gió tập trung. À, khi mà gió tập trung thì nó sẽ thổi cái lỗ gió bình thường nè. Lỗ gió này là cái lỗ gió truyền thống nè. Còn khi chúng ta chỉnh cái tản gió thì nó sẽ thổi ra cái lỗ này nữa nè. Nó có một cái lỗ bên cạnh, nó sẽ thổi lướt ra đây. Và khi chúng ta bấm tắt thì nó tắt luôn. Có nghĩa là trên cái cửa gió này nó không có gạt qua gạt lại để tắt hay gạt lên gạt xuống để tắt, mà chúng ta vặn cái núm này để điều chỉnh cái hướng gió cũng như là để tắt cái lượng gió trên cái lỗ gió. Rồi mình giảm lại để cho âm thanh nó không bị ồn. Ở ngay vị trí người lái thì đây là một chiếc xe rất nịnh người lái, khi chúng ta sẽ thấy là toàn bộ cái khoang cabin nó thoáng, và từ cái góc từ cửa cho tới nắp capo, tới táp lô, nắp capo cũng như qua cửa bên kia, nó nằm trên cái mặt phẳng mà chúng ta sẽ cảm thấy là nó rất là thoáng nha. Ngồi đây thì nhìn thấy phía trước rất thoáng, và ở đây chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của cái kính giữa không viền. Cái này không viền không đúng, cái này là có cái viền nhưng mà viền rất mỏng nha mọi người, cái viền rất mỏng. Rồi trên đây là cái mic cũng như là hệ thống Honda Sensing, nó sẽ nằm trên đây. Toàn bộ camera của hệ thống camera Honda Sensing nó sẽ nằm ở chỗ cái hộp này. Cái chỗ này là một cái hộp để đồ, và cái tấm đệm ở đây rất dày so với những xe khác. Rồi nó êm.
Còn chỗ này là hệ thống, còn ngay bệ điều khiển trung tâm chúng ta sẽ thấy là những cái nút Drive Mode. Đây, Drive Mode khi chúng ta điều khiển thì nó sẽ chỉnh lên màn hình nè. Đây, Sport, Normal. Nói chung là trên xe của Honda thì sẽ luôn có cái yếu tố thể thao được gắn vào những cái chi tiết đôi khi rất nhỏ, nhưng mà họ luôn cố tình gắn những yếu tố thể thao vào. Ví dụ như là cái đèn, hoặc là những cái chi tiết cần số hay là lẫy chuyển số nè. Trên xe của Honda thì tất cả những xe Honda bán tại thị trường Việt Nam đều có lẫy chuyển số, trừ chiếc Rio, xe đó thì nhỏ quá. Thì lẫy chuyển số này sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác là khi đi nó sẽ chuyển số thể thao hơn. Mặc dù đây là cái xe thực ra thì nó cũng không phải là thể thao gì cho lắm, nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó, Honda là một hãng xe mà họ tài trợ và họ đua tất cả các giải từ lớn tới nhỏ trên toàn thế giới, và không có hãng xe nào đua nhiều như Honda. Và đó là lý do tại sao mà chính vì nhà máy Honda từ bên Nhật là họ đã có tâm lý là đua xe như vậy rồi, cho nên là tất cả những cái xe họ sản xuất ra đều mang yếu tố có tí xíu gì đó thể thao trong cái xe. Rồi, ở vị trí này chúng ta sẽ thấy là hai cửa kính bên tài và bên phụ đều auto được. Chi tiết này là chi tiết khác biệt với những xe cùng phân khúc như Toyota Cross hay là chiếc Kona. Thì trên chiếc này là cả cửa kính bên tài bên phụ đều auto luôn nha mọi người, không phải là chỉ có bên tài không. Và ở vị trí người lái chúng ta sẽ có bên đây là Cruise Control và đây là Adaptive Cruise Control luôn. Với tính năng Honda Sensing thì nó cũng giúp cho chiếc xe này có thể bám theo vật phía trước, bám theo xe phía trước, cũng như là phanh giảm thiểu va chạm. Honda Sensing là một cái hệ thống mà mình đã từng thử trên đường thử và nó thể hiện là một hệ thống rất nhạy, cũng như là có thể giúp cho chúng ta một phần nào đó an toàn hơn khi lái xe. Đây là cái màn hình trung tâm và wow, các bạn hãy coi cái độ nhạy của nó nè. Lâu lắm rồi mình mới sờ vào cái màn hình mà nó nhạy như vậy. Độ nhạy phải nói là khủng khiếp luôn mọi người. Các bạn sẽ thấy là phản hồi của nó là rất nhanh luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra hàng ghế phía sau và để xem cái hàng ghế thứ hai nó có như thế nào ha. Thật ra thì các bạn sẽ thấy không? Nó mở ra nè. Nhẹ nhàng tình cảm. Phiên bản RS là bản cao và có giá cao hơn phiên bản thường, cho nên các bạn sẽ thấy là những sự chỉnh chu của Honda từ ghế ngồi tất cả mọi thứ. À, mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một chi tiết nữa, đó là cái tựa đầu của Honda HR-V. Đây, các bạn sẽ thấy là nó rất to ha. Cái tựa đầu rất to và khiến cho cái phần ghế trông nó sang, trông nó như xe tiền tỷ vậy đó. Bây giờ mình ra hàng ghế thứ hai ha. Rồi, ở cửa sau thì chúng ta sẽ mở cửa bằng cái chi tiết thiết kế rất là khéo léo ha, ở trên cục C. Và khi ngồi vào thì cái ghế phía trước các bạn sẽ thấy là mình đang chỉnh cái ghế phía trước theo vị trí của tài xế, có chiều cao trên 1m75. Và hàng ghế thứ hai thì phải nói là rộng. Hàng ghế thứ hai rộng và mình thấy là nó thậm chí nó rộng hơn chiếc Toyota Cross, bởi vì cả chiều dài, chiều rộng, chiều cao của chiếc xe này đều lớn hơn Toyota Cross. Điều đó khiến cho chiếc xe này là một chiếc xe khi mà chở 5 người thì ngồi rất thoải mái luôn. Ở trên đầu của mình thì nó còn không nhiều cho lắm. Nói chung là với mình thì mình ngồi vào thì trên đầu của mình nó còn khoảng như đây, không nhiều cho lắm. Nhưng mà về chỗ để chân thì phải nói là sướng, rất rộng rãi. Có cửa gió máy lạnh phía sau, có hộc để ly phía sau, để đồ phía sau. Và có luôn cổng sạc phía sau. Và mình khá khen cho chiếc HR-V này bởi vì cái góc khi chúng ta bước vào. Đây mình sẽ ví dụ cho mọi người khi bước vào đây. Cái góc của xe này khi chúng ta bước vào ghế thứ hai. Chi tiết này rất là nhiều hãng xe họ thiết kế, dạo gần đây thì nhiều hãng xe họ thiết kế không có được ưu ái người dùng lắm, nhưng mà chiếc xe này thì khác. Các bạn sẽ nhìn cái cách mình bước vào. Thì cái chi tiết thiết kế chỗ này là một cái sự cố tình, là một sự cố tình để chúng ta khi bước vào ngồi nó thoải mái hơn. Và để tránh cho việc, vì đây là một chiếc xe rất là cao, cho nên để tránh cho cái việc bước ra sẽ chạm cái phần ống quần. Đây, thường chúng ta khi bước ra thì sẽ chảo quần vào đây. Thì trên Honda họ thiết kế cái phần này, cái ron. Đây các bạn sẽ thấy là cái ron cũng như là cái phần ốp này.
để khi đóng vào nó sẽ che chỗ này lại, không có bị sình văng lên đây, không bị sình văng. Thì bước ra chúng ta sẽ có chạm vào thì cũng không bị dơ ống quần. Trong khi đó thì rất nhiều xe cùng phân khúc khi bước xuống thì chúng ta sẽ bị dơ ống quần. Đấy, các bạn thấy không, rõ ràng nè, dù cho có cao cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ bị bước vào sẽ bị như thế này. Rồi, trên chiếc HR-V ở hàng ghế thứ hai thì về vị trí ngồi ở hàng ghế thứ hai thì mình thấy là ngồi khá là thoáng. Tuy nhiên khi ngồi 5 người ở hàng ghế thứ hai thì người ngồi chính giữa thì sẽ hơi khó chịu tí xíu, bởi vì cái vị trí chính giữa nó hơi cao hơn. Bây giờ chúng ta cùng xem khoang động cơ của chiếc HR-V mới. Đây là khoang động cơ của chiếc Honda HR-V đời 2022 phiên bản mới, và đây là khối động cơ Vitesse 1.5 Turbo, và đây là khối động cơ cũng tương tự như trên chiếc CR-V hay là Civic. Tuy nhiên tất nhiên là họ có tinh chỉnh lại cho mỗi chiếc xe thì nó sẽ vận hành khác nhau. Nhưng đây là một khối động cơ có thể sản sinh công suất rất cao và phản hồi chân ga rất nhạy, cho nên nếu các bạn mà là một người thích tốc độ, thích thể thao, thích đua bơi thì các bạn hãy tưởng tượng cùng một khối động cơ chúng ta sử dụng cho một cái xe nhẹ hơn, nhỏ hơn thì vận hành của nó sẽ khác rất nhiều với một chiếc xe to và nặng. Thành ra là dự kiến trong tương lai một chiếc xe phân khúc nhỏ nhỏ dày xài động cơ 1.5 Vitesse thì lại là xe đua đường phố nữa thôi, lại tiếp tục là xe đua đường phố nữa thôi. Và đây là đua đích thực nha, tại vì xác nó nhỏ, xác nó nhẹ thì chạy nó sẽ khá là dữ dằn luôn á. Bên này là các bạn sẽ thấy cái khoang động cơ kín đáo và wow, cái cửa hút gió của xe. Đây là cái lọc gió nè, cửa hút gió nằm đây, và cửa hút gió nằm đây thì cái cách thiết kế cửa hút gió này khiến cho chiếc xe nó sẽ khó mà bị ngập nước khi chúng ta đi vào đường nước, thì chúng ta hãy cảm thấy yên tâm hơn với chiếc HR-V này. Rồi, chúng ta sẽ đóng nắp capo lại và sẽ cho các bạn nghe cái tiếng đóng nắp capo của cái xe phiên bản Worldwide nó như thế nào nha. Các bạn nghe không? Không có một cái tiếng va chạm cơ khí gì mà cảm thấy là nó mỏng hết trơn á, tất cả mọi thứ đều rất là cứng. Rồi, ok. Và như mình đã nói, Honda HR-V phiên bản mới thì giá bán là 866 triệu, cũng bằng giá bán của Honda HR-V khoảng năm 2018 thì cũng bằng giá. Thực ra thì ở thời điểm đó chúng ta sẽ thấy là cái giá HR-V rất là cao, nhưng thời điểm hiện tại khi mà giá dầu cao như vậy, giá vàng cao như vậy, khi mà giá xăng cao như vậy thì mình thấy giá này ok mà, không có mắc. Tính ra bằng nửa giá xe hồi xưa thôi. Ok, nhớ subscribe kênh Xe Vui Việt Nam nhé. Bye bye mọi người. Rồi, bây giờ mình đang ngồi trong chiếc Honda HR-V. Phóng lại mình. Phiên bản này là phiên bản RS nè. Phải không? Có chữ đỏ nè, đúng rồi. Phiên bản RS là trên ghế sẽ có chữ đỏ nè. Khi bước vào thì cảm giác đó là máy lạnh rất là mát, tại vì chị mở nhiệt độ rất là thấp. Rồi, đánh tay điện tử, nhả ra. Dương chuẩn bị nhá. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm hai tính năng về LCD AN và Low Speed Follow. Okay. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm riêng LCD trước. Bây giờ mình sẽ có con xe chim mồi trước nhé. Ok. Bây giờ em sẽ bắt chim mồi trước rồi. Rồi. Rồi, xe phía trước di chuyển tốc độ 15 km/h. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ chân ga ra nhé. Rồi, xe này sẽ tự động đi theo xe phía trước. Xe phía trước tăng giảm tốc độ thì xe này cũng sẽ tăng giảm tốc độ. Dương ơi, Dương. Đây là cái tính năng bám theo xe phía trước, và mình phải review cái này tại vì sao? Tại vì cái cảm giác khi mà chiếc HR-V này nó dừng lại á, nó giống như một người đang thắng lại chứ không phải là một cái máy. Các bạn sẽ để ý là khi mà đi cái hệ thống mà nó thắng lại thường thường nó sẽ bị gắt, nhưng mà chiếc xe này không có bị. Đưa đi thôi. Đây. Rồi bây giờ nó sẽ tăng tốc D3 nè. Đây sẽ có hiện báo xe phía trước khởi hành, anh ấn rất cộng. Rồi bây giờ mình nhấn resume là nó sẽ đi tiếp. Có nghĩa là khi đi đường kẹt xe thì các bạn không cần sử dụng tới chân thắng, chân ga luôn.
chỉ cần bấm vào cái nút này thôi, các bạn thấy không, chân mình đang không có để chân ga nè, cũng không để chân thắng, và nó sẽ anh thử kêu cái xe kia dừng lại cái nữa đi, dừng lại đi, dừng lại rồi. Rồi cái xe phía trước nó đang chậm lại này, thì cái xe này nó cũng chậm lại luôn. Dừng đi, dừng đi, dừng đi. Rồi và nếu xe phía trước dừng lại thì chứng minh vẫn để ra ngoài nè, thì nó dừng lại luôn nè. Và các bạn thấy không, nó thắng rất là người, thắng rất là người. Ok, xe phía trước tăng rồi, đi rồi. Xe đi thì mình sẽ thấy là nó báo trên này, trên hệ thống nó báo nè, và mình bấm vào nút resume. Chứng minh vẫn không đụng vô chân ga nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thẳng. Hà Nội có chỗ này rộng ghê, và khi quẹo phải thì nó sẽ thể hiện cái camera bên hông. Tính năng này thật ra thì đã có rất lâu trên xe hàng rồi mọi người. Để chạy. Cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc xe này đó là vô lăng nó ra ngoài à? Được ra ngoài đúng không? Tại vì lâu rồi mới được lái ra ngoài đường ở Hà Nội. Bây giờ mình sẽ thử tính năng Elcat và ADM. Thì okay. Tính năng này sẽ kích hoạt từ 72 km/h trở lên. Và thì bây giờ anh mình sẽ thử đạp ga đi. Wow. Cái máy 1.5 turbo trên cái xe này thì wow, 72 rồi. Rồi, bắt đầu xanh rồi. Đấy, sẽ tự động giữ làn cho mình. Ok, nó sẽ tự động giữ làn. Duy trì ở cái giữ làn này ở tốc độ tối thiểu là 64 km/h. Tối thiểu là 64. Giữ làn có nghĩa là khi mà cong nó cứ cong không? Có nhỉ. Mày thắng rồi. Gần như là mình có thể buông tay, bỏ tay. Bây giờ tí nữa mình sẽ thử thêm tính năng ADM nữa. Trong trường hợp mà tính năng này ví dụ mà nó bị gọi là lệch nhỏ chạm và làn mạch làn thì hệ thống này sẽ tự động mạch lại đi đường này. Ok, xin nhận. Rồi đây là đường cao tốc, đây là Lánh Hòa Lạc phải không? Đúng rồi anh ạ. Yeah. Mình sẽ đi làn giữa nhá, để thử tính năng này mình sẽ đi làn giữa cho nó. Ok, hiệu quả. Hình như đây là lần đầu tiên mình được đi cái đường Lánh Hòa Lạc. Nhưng mà chậm quá thì thôi mình đi lần này nữa. Ok. Rồi ở đây đi. 72 km/h nhá. Rồi, bắt đầu xanh rồi, đấy. Rồi, mình nhớ buông tay. Tự động sẽ giữ làn được rồi. Gần như là không. Thử cố tình đẩy nó vô. Anh cố tình đẩy nhẹ sang. Cố tình đẩy nhẹ sang ha. Để nhẹ sang thì ADM sẽ tự động kích hoạt. Nó sẽ tự động nó chỉnh lại. Vâng. Coi như là nó có một cái lực. Đấy, các bạn thấy không? Mình đang cố gắng mình chỉnh nhẹ nè. Thì nó sẽ có một cái lực nó chỉnh vô. Nó sẽ báo, anh chỉnh nhẹ hơn nữa đây. Sẽ chỉnh thêm đi nữa đi, nữa đi nữa. Ồ, nó đấy, báo, nó báo, nó sẽ báo tôi. Đấy, mà nó sẽ đánh lại. Nó sẽ đánh lại. Wow, nếu mà có cái tính năng này thì lái xe nó nhàn lắm nha. Lái gần xe... như mình không phải điều khiển gì, đặc biệt là trên cao tốc. Và mình rất thích chiếc xe này ở chỗ đó là nó sẽ báo là mình phải bỏ tay lên vô lăng. Mình rất thích chiếc xe này ở chỗ đó là ở phiên bản mới này thì về cách âm gầm có tiến bộ hơn đời trước, không phải là tiến bộ nhiều đâu nhưng mà có tiến bộ. Còn về vận hành, cảm giác vô lăng cũng như là động cơ thì phải nói là tuyệt vời. Xe của Honda thì riêng về cái vô lăng, các bạn khi mà đi xe Honda rồi thì sẽ khó mà chuyển sang hãng xe khác nếu yêu thích cái cảm giác lái vô lăng nó nhảy. Như là khi đi cao tốc thì sướng lắm, nhưng mà tính năng này các bạn sẽ sử dụng được ở Hà Nội thôi. Ở Sài Gòn thì cao tốc không có chạy được 80 đâu. Anh em Sài Gòn mua xe này về thì vẫn phải lái, bởi vì chúng ta rất khó để lên được 80 ở đường Sài Gòn, ở cao tốc ở Sài Gòn. Không nghe cái tiếng hộp số CVT nha mọi người. Mình nè, nghe cái tiếng hộp số CVT mà nghe cái tiếng động cơ nó tăng tốc thôi, đã lắm.
đi cái xe này á, các bạn sẽ nên nhớ là nó luôn có tính năng hỗ trợ giữ làn, hoạt động luôn luôn. Cho nên chúng ta khi chuyển làn á, chúng ta đừng chống lại nó mà chúng ta hãy bật gạt xi nhan. Gạt xi nhan để chúng ta chuyển làn thì nó sẽ ngắt cái tính năng đó để chúng ta sẽ chuyển làn. Còn nếu không á, bây giờ mình thử nè, cho mọi người xem, nếu không mà mình chuyển làn nè, nó sẽ có một tí xíu nó giữ lại. Các bạn sẽ cảm thấy xe nó nhựa nhựa. Các bạn hãy tập cái thói quen khi chuyển làn là phải xi nhan, đó là đảm bảo nguyên tắc an toàn cũng như là văn hóa giao thông. Đây, rồi đã đi cái xe này mà có tính năng này xuống, xuống lắm. Rồi các bạn hãy nhìn đồng hồ tua máy, mình đang đi 80, 80 nha. Đường phẳng, không có dốc xuống và tua máy là 1.600. Và hãy thử tưởng tượng nếu như chúng ta đang ở 80 mà phải vượt một cái container đi ha. Vô. Ngon. À, mình chưa thử qua chế độ lái khác mà đúng không? Mới nãy giờ mới normal à. Thử cái con nè, thử coi cái con nó có dịu dàng không. À, mình mới vừa lái thử một vòng và hứa với mọi người là mình sẽ làm một cái clip review sâu sắc hơn về chiếc xe này.